Hello Quyên Lê. Xin chào anh Phước Sửu. Hôm nay Phước Sửu và Quyên Lê đang có mặt tại một cái dự án 350 hecta, dự án của GF Hàn Quốc. À, đúng rồi anh Phước Sửu ha. Thì hôm nay Quyên và anh Sửu cũng có mặt tại khu đô thị lớn nhất khu Nam đúng không anh? Chính xác. Đó là dự án mà GF Nhà Bè đúng không anh ạ? Đúng rồi. Có một cái tên nữa là Zaiga Nhà Bè, tông thất thời đại Quyên Lê ạ. À. Và hôm nay Phước Sửu và Quyên Lê đang đứng tại một cái phân khu, đó là phân khu Zai River Country One, là một cái trong phân khu đầu tiên trong 350 hecta của dự án GF Nhà Bè Quyên Lê. Ồ, Quyên Lê thấy là hiện tại là cái khu đô thị mình nó rất là đồng nhất, rất là đồng bộ. Ở đây là cái khu cầm bao đúng không anh ha? Chính xác. Phân khu đầu tiên Zai River Country One là có tổng diện tích là 17.8 hecta, và trong đây bao gồm rất là nhiều nhà phố, biệt thự, shop house và những căn dinh thự luôn. À mà Quyên không biết là hả, cái căn mà shop house thì diện tích giá bao nhiêu anh nhỉ? Rồi, Phước Sửu và Quyên Lê sẽ đi chi tiết từng cái sản phẩm khác nhau. Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho Quyên Lê là một trong những cư dân tương lai của Phước Sửu. Tại dự án này một cái sản phẩm đó là ngang 10 và 20. Phước Sửu và Quyên Lê cùng tham khảo cái căn hộ này nhé. Nói đến cái căn hộ 10 x 20 này là gọi là một căn biệt thự song lập đó Quyên Lê. Nó là biệt thự song lập bởi vì là hai căn sẽ dính liền nhau. Và bên hông thì có chừa sân vườn á Quyên Lê. Đã. À, là căn nào cũng là có cái khoảng sân vườn hay sao anh nhỉ? Đúng rồi. Thì Phước Sửu và Quyên Lê sẽ đi vào bên trong để xem cái căn nhà này có gì thú vị và thiết kế như thế nào ha. Rồi, xin mời Quyên Lê vào trong căn phòng này nha. Chào anh. Ủa anh ơi, mới đầu á, Quyên Lê thấy là cái chỗ này là bàn giao theo thương hiệu Hubler thì nó rất là cao cấp nha. Chính xác, ở đây là cửa gỗ nha Quyên Lê. Đây là cửa chính đi vào, hay còn lại phía trước cái cửa này thì mình có cái chỗ, một chỗ là gara để xe hơi. Với một cái phong cách, một cái cách thiết kế rất là đẹp luôn Quyên Lê ạ. Ở đây diện tích ngang 10 dài 20 và ở đây được bố trí là có chừa sân vườn bên hông để ví dụ khách hàng khi mà sở hữu căn này thì mình có thể là trồng những loại cây nè. Và đặc biệt cái căn này nó hơi khác những căn khác là căn góc gọi là hai mặt tiền đó Quyên Lê. À, nếu vậy là bên căn góc thì sẽ có một cái khoảng sân vườn riêng nữa đúng không? Chính xác. Thì khi mà Quyên Lê nhận nhà và cái căn nhà thô như vậy á thì mình có thể thiết kế ở dưới này là gồm là ở đây là bếp nè, đây là toilet nè. Gian phòng bếp thì có thể nối thông ra phía sau bằng một cái cửa, mình có thể bước bộ ra luôn. Nên mà khi mà mình nấu nướng hoặc là mình làm gì thì nó hạn chế mùi nè. Đúng rồi. Và đồng thời ở đây thì Quyên Lê có thể thiết kế một cái hệ thống bếp đảo. Và phía trước là mình có thể là thiết kế một cái bộ sofa ngồi để... Một cái phòng khách ở bên ngoài này ha. Chính xác. Đúng rồi. Thì bây giờ là Phước Sửu và Quyên Lê sẽ cùng là lên tầng 1 ha. Tầng 1 để mình khám phá xem cái căn 10x20 này á thì thiết kế được bao nhiêu phòng ngủ và dành cho bao nhiêu thế hệ phong Quyên Lê. Quyên cảm giác là cái căn này nó rất là thoáng, nó rất là rộng á anh. Chính xác. Như Quyên Lê cũng nhìn thấy là xung quanh tất cả đều có hệ thống cửa toàn bộ của Quyên Lê ạ. Và như Phước Sửu và một vài khách hàng đang nhận nhà ở đây thì đây chính là một cái phòng ngủ master bedroom Quyên Lê ha. À, căn này là với vị trí này thì chúng ta có thể thiết kế được một cái căn phòng master bedroom. Đúng rồi, ở đây thì Quyên Lê có thể thiết kế một cái bồn tắm nằm ở đây luôn. Cái này chủ đầu tư rất là tinh tế trong cái thời điểm với cái chi tiết này. Đúng rồi, ở đây thì đã chừa sẵn cái hộp gen và đối với cái căn này thì cũng có cửa sổ tắm, gọi là tắm lộ thiên luôn này. Chủ đầu tư rất là hay nha. Đúng rồi. Ngoài ra trong gian phòng của cái phòng master này thì có một cái ban công khá đẹp và cái công viên trong cái chỗ cái ban công này á, Quyên Lê có thể là nhìn về công viên mùa hè. Ở trong cái khu này thì nó có 4 công viên khác nhau, xuân hạ thu đông, thì đây là một trong những cái công viên mùa hè. Thì gần như là mùa hè thì sẽ có những cái sắc hoa vào mùa hè Quyên Lê. Mà Phước Sửu cho Quyên Lê biết là từ những cái vị trí căn này thì mình ra cái clubhouse nó có gần không nhỉ? Chính xác, có gần. Từ cái căn này thì mình bước lại clubhouse tầm khoảng cách ở khoảng 7 căn nhà thôi. Thì mình có thể là di chuyển vào một cái clubhouse là có đầy đủ những cái tiện ích như là hồ bơi nè, phòng tập gym nè, tắm sauna nè, phòng xông hơi nè, massage nè, rồi hệ thống nhà hàng nè, khá nhiều. Mình có thể là sử dụng những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp trong cái khu dân cư này luôn. Rồi bây giờ là mình bước vào
một cái gian phòng nữa là gian phòng thứ hai ha. Trước khi vào gian phòng thứ hai thì ở đây sẽ có một cái lối check in. À, theo như Phước Sửu ở đây thì mình có thể đặt được một bộ bàn này. Một bộ bàn ha. À, căn này khá đẹp, nhìn ra đây là căn góc hay mặt tiền. Đây nó nhìn ra một cái công viên gọi là đài phun nước và ánh sáng ở đây. Trời, nếu mà những cái khách hàng mà nhận được cái căn như vậy thì có thể nói là lời luôn luôn cái khuôn công viên này anh nhờ. Chính xác. Ở đây thì nhiều người cũng có thể là ở đây thì thiết kế là một cái chỗ gọi là phơi đồ hoặc là để máy giặt. Hoặc là ở đây có thể là thiết kế một cái phòng làm việc, hoặc là ở đây mình có thiết kế một cái cây đàn để cho chị em đánh đàn ha. Khá đẹp luôn. Rồi phía sau cũng tương tự như vậy, sẽ có một cái gian phòng và có toilet bên trong. Toilet này thì áp sát cầu thang. Và Quy Lê nhìn gần như là ba mặt, mặt nào cũng có là hệ thống cửa hết toàn bộ Quy Lê. Nên là cảm giác rất là thoáng. Căn phòng ở đây khá thoáng và lấy được gọi là ánh sáng và gió trời. Nên cảm giác nó cực kỳ thoáng và rất là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ là Phước Sửu và Quyên Lê sẽ di chuyển lên lầu 2 đi Quyên Lê ha. Lên lầu 2 thì cách thiết kế cũng tương tự như lầu 1. Và trên cái lầu 2 này thì không còn cái chỗ khuôn viên là gọi là để đọc sách nữa, bởi vì ở trên là nó bị thoáng nó thoáng rồi, thì nó cũng có thể là đây thiết kế được 2 đến 3 phòng hả Quy Lê. Theo như Phước Sửu ở đây á thì đây sẽ có một phòng. Phòng ở đây thì là phòng thờ. Và phòng thờ thì nhìn ra cái sân thượng ban công rồi này. Hồi nãy mình tới tầng 2 là có một cái khoảng không gian mình có thể đặt một bộ bàn, nhưng trên này thì mình lại có một cái ban công nó rất là rộng luôn anh Sửu ha. Chính xác, một cái vị trí check-in khá đẹp, nhìn toàn cảnh của khu dân cư luôn. Và nhìn xa xa là có sẽ có một cái công viên cát cho trẻ em và có những cái máy tập thể dục luôn. Khá đẹp phong Quy Lê. Rất là đẹp và rất là thoáng anh ạ. Vậy là với một cái căn biệt thự song lập 10x20 thì mình có thể thiết kế được khoảng 4 phòng ngủ chính, phải không? Đúng rồi, 4 phòng. 4 phòng ngủ chính. Nếu mà có người già thì mình có thể thiết kế một căn phòng ở dưới đất nữa là 5 phòng. À, đầy đủ công năng cho một gia đình khoảng 2 đến 3 thế hệ, phải không? Đúng rồi. Đấy. À, tính ra bên này mình cũng có thể thiết kế một phòng master nữa luôn anh. Chính xác, cảm master. Cảm giác rất là rộng luôn. Và ở đây thì mình có thể thiết kế một cái phòng tắm ha. Đúng một rồi, phòng tắm đứng. À. Một phòng tắm đứng. Ừ, phòng tắm đứng. Cảm ơn mọi người đã xem qua kênh của Phước Sửu và Quyên Lê. Để có nhiều thông tin hơn nữa về cái dự án Zaga Nhà Bè thì quý anh chị đừng quên inbox cho Phước Sửu và Quyên Lê theo số hotline bên dưới. Phước Sửu và Quyên Lê đang cập nhật một số cái giỏ hàng cực kỳ hấp dẫn và đang chủ nhà đang cần bán ra, thì đừng quên inbox và nhận thông tin mới nhất về cái giỏ hàng này nhé. Xin chào.